Những bài báo một chiều thường gây hiểu lầm và đánh lạc hướng nhiều hơn là cung cấp sự thật. Vào đầu năm nay, dư luận dày sóng khi báo chí loan tin tình thất bồng lai đang bị điều tra về tội loạn luân. Bài viết trên Vietnamnet ngày 5 tháng Giêng năm 2022 với tiêu đề Điều tra tội loạn luân và nhiều tội khác xảy ra ở tình thất bồng lai. Trong đó ghi rõ một nguồn tin cho hay Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Tuy nhiên, hai ngày sau, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi và ba người khác chỉ bị khởi tố một tội danh, đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Đây không phải là lần đầu tiên báo chí nhà nước thông tin sai lệch cho công chúng về các sự việc có yếu tố tôn giáo. Vào tháng 5 năm 2019, khi dư luận rúng động về vụ án giết người, giấu xác trong bê tông tại tỉnh Bình Dương, một bài báo của tuổi trẻ đã tường thuật, sau mỗi lần một người đàn ông tử vong, nhóm bốn người phụ nữ đã khai rằng để xác trong nhà và tiếp tục luyện môn pháp luân công cho đến khi tử thi phân hủy mới cho vào thùng rồi đổ bê tông hoặc dán bằng keo. Nhưng cũng báo tuổi trẻ, vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, đã tường thuật lời khai của Phạm Thị Thiên Hà, người bị cáo buộc chủ mưu vụ án mạng, với thông tin khác hẳn. Theo đó, bà Hà khai trước tòa rằng, ban đầu cả nhóm quen nhau do tập pháp luân công, nhưng sau đó họ đã tập luyện theo phương pháp riêng do bà Hà tự nghĩ ra không còn tuân theo phương pháp của bất cứ tôn giáo hay trường phái nào. Dù có thông tin mới, nhưng báo tuổi trẻ vẫn không đính chính tin trong bài báo trước đó về việc cả nhóm tập luyện pháp luân công khi xảy ra án mạng. Trong tâm tưởng của người dân, vụ án mạng này đã vĩnh viễn gắn với việc tập luyện pháp luân công do các tin tức dồn dập của báo chí vào thời điểm phát hiện sự việc. Vào tháng 10 năm 2021, khi xuất hiện trên truyền hình, một cán bộ công an tỉnh Cao Bằng đã lấy vụ án đó làm ví dụ để khẳng định Pháp Luân Công là một tà đạo nguy hiểm. Vô tình hay cố ý? Trong vụ tỉnh thất bồng lai, báo Việt Nam Net có thể cho rằng nguồn tin của họ không chính xác. Trong vụ án giết người giấu sắc trong bê tông, báo tuổi trẻ có thể nói rằng họ chỉ ghi theo thông tin được cơ quan công an điều tra cung cấp chứ không có cơ hội kiểm chứng trực tiếp với nghi phạm. Nhưng cũng có những sự việc cho thấy, việc đưa tin thiếu khách quan không phải là sự vô tình hay nằm ngoài khả năng kiểm chứng của phóng viên. Năm 2016, báo Pháp luật, một cơ quan của Bộ Tư pháp đã tường thuật về vụ chặt phá rừng trong khu vực tranh chấp đất đai giữa Đảng viện Thiên An và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Bài viết có tiêu đề dùng dao rửa nói chuyện với đoàn kiểm tra việc phá rừng. Trong bài viết, phóng viên đã dẫn lời của chính quyền xã, công an xã, các buộc Đan viện cho người thả chó, cầm dao rửa để đe dọa đoàn làm việc. Phóng viên ghi rằng mình đã đến tận hiện trường. Tuy nhiên, bài viết không có ý kiến nào của đàn viện Thiên An, dù đàn viện tòa lạc ngay tại khu vực tranh chấp. Bài viết sau đó bị phía đàn viện cho là cố tình dàn dựng để bôi nhọ họ. Trong bối cảnh hệ thống báo chí bị kiểm soát chặt chẽ như Việt Nam, thì việc chính quyền muốn định hướng hay đánh lạc hướng dư luận qua các tin tức là điều dễ như trở bàn tay. Một ngày sau khi báo chí đưa tin về việc điều tra tội loạn luân tại tỉnh Thất Bồng Lai, Thứ trưởng Bộ Y tế đã bị chính phủ kỷ luật do có nhiều sai phạm. Tuy nhiên, không một bản tin nào của báo chí đề cập cụ thể vị quan chức Bộ Y tế đã sai phạm như thế nào. Cùng thời điểm này, vụ việc Á liên quan đến hàng loạt quan chức cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhưng tất cả đều bị các tin tức rầm rộ về vụ việc tại tỉnh Thất Bồng Lai lấn ác. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có phân định rõ ràng tôn giáo nào được hoạt động, tôn giáo nào bị cấm. Báo chí trong nước không thể vượt qua khuôn khổ này. Khi đọc một bài báo có yếu tố tôn giáo, những gì mà bạn đọc trên báo nhà nước rất có thể không phải là thông tin khách quan của giới phóng viên mà chính là thông tin được chính quyền sắp xếp. Vào tháng 11 năm 2021, ban tôn giáo chính phủ Việt Nam đã công bố một tài liệu dành cho các cán bộ về quản lý tôn giáo. Tài liệu nhấn mạnh rằng báo chí là công cụ quan trọng của nhà nước trong việc đấu tranh với các hiện tượng tôn giáo mới. Cơ quan này cũng thừa nhận rằng ban tôn giáo các tỉnh thành đã hợp tác với các cơ quan báo chí để tuyên truyền về các vấn đề tôn giáo. Một trong những tác động nặng nề của báo chí nhà nước đối với các vấn đề tôn giáo là gây ra sự chia rẽ kỳ thị của xã hội đối với một nhóm người nhất định để họ từ bỏ niềm tin của mình. Việc này thường xảy ra đối với các nhóm tôn giáo nhỏ không có tổ chức đại diện không có khả năng phản bác lại các thông tin sai lệch chính vì thế bạn cần hết sức cẩn trọng trước khi ra kết luận về các vấn đề sự kiện có yếu tố tôn giáo nhất là khi thông tin có được là từ những bài báo một chiều